Lan Chavo mến chào cô chú, quý vị, anh chị và các bạn nha. Hôm nay Lan Chavo xin review, chia sẻ cho quý vị cũng như các cô chú và các bạn xem cảnh biển Nha Trang về buổi chiều tối. Quý vị thấy sóng biển rất là lớn không? Các cái bờ biển đã bị sóng đánh cuốn vào này, nó bị có những cái vết hổm rất là nhiều. Nó kinh khủng không? Sóng rất là mạnh. Thì Lan Chavo đang đứng ở vị trí biển của gần khách sạn Mường Thanh Center này quý vị. Đó. Cái khách sạn cao cao đó là khách sạn Mường Thanh Center trên đường Trần Phú. Và bên cạnh nó là cái khách sạn Stadinet. Chỗ này là gần ngay chỗ ngã ba đường Biệt Thự và đường Trần Phú. Đây là cảnh biển Nha Trang vào buổi chiều. Giờ này cũng tối rồi. Thành phố đã lên đèn điện rồi. Lên đường điện. Dọc biển. Thì hiện tại cũng có một lượng khách du lịch đang đi du lịch ở Nha Trang. Và họ cũng đang ra ngắm biển. Ngắm biển chứ không có dám tắm đâu quý vị. Tại vì biển sóng đang rất là lớn. Cũng có một số người tắm. Nhưng mà ít, lượng người tắm rất là ít. Xuống tuốt dưới kia thì có cái Mandara, rồi cái Slim Club. Là đoạn dưới đó. Chỗ này cũng bây giờ vẫn còn mấy cái chòi, mấy cái máy dù này. Bây giờ bắt đầu của mấy máy dù của các khách sạn đó vậy. Bây giờ bắt đầu mới dọn. Từ xa kia thì có cái tháp Trầm Hương ấy vậy. Tháp Trầm Hương thì chưa có lên điện. Đây quý vị thấy hiện tại thì sóng biển đang rất là lớn. Hôm nay là ngày 10 tháng 10 đó vậy. Ngày 10 tháng 10 năm 2020. Hôm nay thứ bảy, ngày cũng là ngày cuối tuần. Thì ở Nha Trang hiện tại mấy ngày nay thì ở Việt Nam cũng như là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Trung Trung Bộ rồi là đang bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Vừa rồi thì có một cơn áp thấp nhiệt đới đi qua rồi, nhưng mà hiện tại có thêm một cơn áp thấp nữa đang vào. Dự kiến ngày mai sẽ mưa rất là lớn. Và hiện tại ở các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng rồi là nước lũ đồ dâng rất là cao. Là ngập nhà người dân rồi. Nó cũng đang rất thiệt hại về nhiều về người và cũng như về của. Thì ở Nha Trang cũng đang bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Thì mấy ngày nay trời cũng mưa liên tục vậy. Mưa và có lúc thì cũng trời cũng sẩn. Và hiện tại bây giờ thì hồi nãy là trời đang mưa. Và bây giờ là cũng đang sẩn rồi. Nhưng có rắc rắc thôi. Sơ sơ. Trời rất là âm u vậy, thấy không? Trời rất là âm u luôn. Đang ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đó vậy. Cho nên là biển đang động. Biển động và sóng rất là lớn. Đúng đó. Người thấy sóng nó đánh dạt vô trong mấy cái bờ này rất là sâu luôn. Vô tuốt cái cầu này. Ô. Trời. Vô kia sóng nó phủ bên đầu luôn, không thấy gì luôn. Cuốn luôn, thấy người luôn. Rồi, sóng lớn hay tắm cũng rất nguy hiểm quý vị. Thì cũng có mấy cái anh bảo vệ là tối rồi cho nên là không còn nữa. Rồi chỗ tháp Trầm Hương đã lên điện rồi kìa. Sóng khá là lớn luôn. Rồi để Lan Chavo đi lại chỗ tháp Trầm Hương quay xíu cho quý vị xem nha. Đây, đoạn này là dọc công viên biển nè quý vị. Chỗ này gần chỗ cái khách sạn Novotel nè.
Vậy thấy khách sạn Novotel không? Đó. Phía ngoài kia là bìa đường Trần Phú. Ở đây là công viên dọc đường Trần Phú. À, sát biển luôn. Ở chỗ này có mấy cái chỗ hít xà đơn, có mấy bạn trẻ hít xà đơn tập thể dục vào buổi chiều. Đây là cảnh ngay chỗ quảng trường 24 của thành phố Nha Trang quý vị, và đối diện đó là cái hội trường. Ngay chỗ đây là có cái khách sạn, cái tòa nhà panorama rất đẹp đó, giờ đã lên đèn rồi nè, panorama đã lên điện rất là đẹp quý vị. Bình thường nó có mấy hình trái tim nữa đẹp lắm, đèn led chạy nữa. Và quý vị thấy cái cảnh của quảng trường cũng như hội trường, những màu đỏ rất là rực rỡ đúng không vậy, và có các cái bồn hoa là được trang trí rất là đẹp gần ở cái khu vực quảng trường này. Thì hiện tại thì Nha Trang Khánh Hòa thì ở tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị tổ chức cái đại hội đảng bộ tỉnh Khánh Hòa của lần thứ 18 mấy vị, nhiệm kỳ 2020 và 2025. Đó. Cho nên là được trang trí rất là đẹp. Quý vị thấy cái hội trường đẹp không? Đó. Có cái băng rôn biểu ngữ cũng như là các cái vòng hoa được trang trí cái trên cái quảng trường này. Rất đẹp quý vị. Và đoạn đây là gần biển. Hình như có các cái chương trình văn nghệ đồ chuẩn bị, cho nên là các cái nghệ sĩ đồ lại tụ tập ở đây để chuẩn bị tập diễn tập, để tụi chuẩn bị cho cái đại hội đảng của tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Ở đây là sân khấu trước nằm trên cái quảng trường 24. Bên đây là cái đường Trần Phú này quý vị. Được trang trí rất là đẹp. Biển hôm nay sóng rất lớn và Nha Trang cũng đang ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, là cũng mưa. Hiện tại bây giờ thì cũng trời cũng sững rồi. Đó, mọi người, các nghệ sĩ rồi đang chuẩn bị để diễn tập, chuẩn bị cho cái đại hội đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18. Đây, quý vị đang thấy những cái bồn hoa dọc trên cái quảng trường 24 rất là đẹp đấy quý vị. Trong điện rồi hoa được treo rất là đẹp để chuẩn bị cái đại hội đại biểu đảng bộ của tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18 này. Rồi Trái Tâm Hương này. Ở các cái băng rôn biểu ngữ cờ đồ treo rất là nổi bật, và mấy bên kia là cái hội trường cũng treo hoa rất là đẹp dọc trên quảng trường 24 và đường Trần Phú. Lan cho vô vừa rồi có chia sẻ cho quý vị cái biển Nha Trang cũng như là quảng trường và công viên và đường Trần Phú về đêm. Cảm ơn quý vị đã xem video nhé. Xin chào quý vị và các bạn.